Tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt chuyển hơn 4.900 hecta đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tại 5 địa phương là thành phố Nha Trang, huyện Cam Lâm, huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa và thành phố Cam Ranh. Thanh Vân mời mọi người chúng ta cùng nhau cập nhật trong video ngày hôm nay nhé. Đối với thành phố Nha Trang sẽ chuyển đổi 433,37 hecta đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, có 46 hecta là đất trồng lúa, 131 hecta đất trồng cây lâu năm, 115 hecta đất rừng sản xuất, 56 hecta đất rừng phòng hộ, 43 hecta đất trồng cây hàng năm, 83 hecta đất nuôi trồng thủy sản sẽ được chuyển đổi. Đây chính là bản đồ quy hoạch sử dụng đất mới nhất trong thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đó. Kèm theo đó sẽ có 77 hecta đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ, đất nông nghiệp. Năm 2023 này, thành phố Nha Trang sẽ thu hồi 407 hecta đất nông nghiệp và 78 hecta đất phi nông nghiệp. Theo quyết định phê duyệt, Nha Trang có trên 25.422 hecta đất tự nhiên, bao gồm có đất nông nghiệp chiếm 10.285 hecta, đất phi nông nghiệp là hơn 8.612 hecta, khoảng 6.524 hecta là đất chưa sử dụng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang công bố công khai kế hoạch sử dụng đất, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Thì đây là bản quy hoạch mới nhất của thành phố Nha Trang về sử dụng đất. Tiếp đến là huyện Cam Lâm cũng sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là 559,59 hecta, thu hồi 249,74 hecta đất nông nghiệp và 15,85 hecta đất phi nông nghiệp trong năm 2023 này. Và theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, huyện Cam Lâm sẽ đưa 48,32 hecta đất nông nghiệp, 22,34 hecta đất phi nông nghiệp chưa sử dụng vào sử dụng trong năm nay mọi người nhé. Tổng diện tích đất tự nhiên của Cam Lâm là 54.708 hecta, thì trong đó đất nông nghiệp là chiếm 46.000 hecta, còn đất phi nông nghiệp là 7.140 hecta. Tiếp theo chúng ta di chuyển lên trên huyện Vạn Ninh, có kế hoạch chuyển hơn 429 hecta đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm nay hơn 12,4 hecta đất phi nông nghiệp. Cũng có rất nhiều những quỹ đất CSD ở trong huyện Vạn Ninh đó, mọi người lưu ý nhé. Thu hồi các loại đất khoảng hơn 303 hecta, trong đó thì đất nông nghiệp gần 286 hecta và đất phi nông nghiệp là hơn 17 hecta. Đối với những phân khu chức năng, huyện Vạn Ninh có khoảng 110 hecta đất khu kinh tế là ở phía mạng bên này là chủ yếu mọi người nhé. Đất dân cư nông thôn là 5.086 hecta, chủ yếu là ở mạng phía bên tay trái đấy ạ. Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp, nông thôn 827 hecta, khu lâm nghiệp 33.712 hecta, còn lại là những loại đất khác. Huyện Vạn Ninh có khoảng 56.207 hecta, thì trong đó đất nông nghiệp là hơn 45.673 hecta, đất phi nông nghiệp là hơn 5.074 hecta, đất chưa sử dụng là 5.460 hecta. Thị xã Ninh Hòa sẽ chuyển đổi 2.633 hecta đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Chuyển nhiều nhất là 1.057 hecta đất rừng sản xuất, gần 900 hecta đất trồng cây hàng năm và cây lâu năm, cùng khoảng 437 hecta đất trồng lúa. Địa phương này cũng có chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp khoảng 800 hecta, tức là đất rừng sản xuất sẽ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng thì là khoảng 764 hecta. Thị xã Ninh Hòa thì có tổng diện tích là 116.512 hecta, bao gồm đất nông nghiệp khoảng 92.668 hecta, đất phi nông nghiệp 18.352 hecta, 5.491 hecta đất chưa sử dụng, 40.000 hecta đất thuộc khu kinh tế, trong đó có 8.941 hecta đất liền và hơn 31.058 hecta đất mặt biển, đất đô thị là 8.941 hecta, đất khu đô thị là 868 hecta, khu phát triển công nghiệp là 301 hecta, khu dân cư nông thôn là 2.382 hecta, khu đô thị thương mại dịch vụ sẽ là 173 hecta. Cuối cùng chúng ta sẽ đi thẳng xuống dưới thành phố Cam Ranh. Năm 2023, thành phố Cam Ranh sẽ thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất hơn 852 hecta đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đồng thời thu hồi 494 hecta đất nông nghiệp, 79,9 hecta đất phi nông nghiệp. Và trong kế hoạch phân bổ đất thì thành phố Cam Ranh có 12.945 hecta đất nông nghiệp, 13.876 hecta đất phi nông nghiệp, 6.106 hecta đất chưa sử dụng. Đây là đất của Bộ Quốc phòng này.
Mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ là trung tâm dịch vụ du lịch biển quốc tế. Khu kinh tế Vân Phong, đô thị Cam Lâm sẽ trở thành địa bàn động lực phát triển mới của tỉnh và vùng Nam Trung Bộ. Thanh Vân sẽ cập nhật liên tục những thông tin mới nhất trên kênh Vũ Thanh Vân Official này. Mời mọi người đăng ký, follow kênh và theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn.